Chào tất cả các bác, chào tất cả các anh chị. Hôm nay em giới thiệu với mọi người một cây, đó chính là cây sóc lào. Cái cây sóc lào thì nó là một trong những cây giáng hương mà khá là khó trồng và trồng thuần. Trồng thuần ở như miền Bắc. Nhưng còn cây này thì miền Nam thì người ta trồng tốt hơn. Đấy, chứ còn miền Bắc thì để mà trồng những cái cây sóc lào thì nó khó hơn và cái cách chăm sóc của nó cũng khác một chút. Thì hôm nay em giới thiệu với cây sóc lào này, sau em sẽ nói sơ qua về cách chăm để chúng ta có thể là có một cái cây sóc lào đẹp để chăm nó dễ hơn. Bởi vì thực tế thì những cái cây sóc lào mà nó mình chăm được mà nó còn giữ được lá nguyên gốc từ gốc đến ngọn ấy, thì nó khó hơn. Bởi vì cây này nó khá là dễ rụng lá, rụng lá gốc. Cây này thì nó cần độ ẩm vườn cao để tránh việc rụng lá gốc, và nó cần một cái nó không giống với những cái cây lan khác, đó chính là cái giá thể thì phải khô, nhưng độ ẩm vườn thì phải lớn, độ ẩm vườn lớn, còn độ ẩm của giá thể ấy, thì nó lại thấp thôi. Như những cái cây này thì mình nên trồng bằng giá thể, đó chính là vỏ thông, than hoa hoặc là một số những cái gỗ, nhưng mà nó phải thoát nước tốt. Thoát nước tốt thì nó mới không bị thối. Chứ còn như cái cây này thì như ở miền Bắc thì là trồng nó cũng hay bị hỏng. Ở miền Nam thì trồng mới tốt thôi. Miền Nam thì khí hậu nó ôn hòa hơn. Nhưng miền Bắc mình thì vào cái mùa thu á, thì nó hay bị rụng lá gốc. Thế nên là cần phải tăng cường độ ẩm. Nhưng độ ẩm thì có nghĩa là độ ẩm vườn là chủ yếu. Còn nếu như mà độ ẩm ở giá thể ấy, thì nó hay bị thối rễ. Riêng cái cây sóc lào này thì nó lại như vậy. Nó không như là mấy cái cây như tam bảo sắc hay là đai châu hay một số những loại khác, thì mình trồng vào chậu mà mình cho giá thể ẩm nó vẫn rất là tốt. Hoặc là anh chị có thể xem lại cái video cái cây bát bảo tiên ấy. Cái cây bát bảo tiên đó thì trồng trong chậu nhựa nó vẫn rất là tốt mà ra rễ rất là nhiều, kể cả rễ trong chậu nhựa mặc dù chậu nó bí. Nhưng mà sóc lào này thì mình không trồng được, cũng trồng được trong chậu nhựa nhưng mà giá thể này phải thoát nước tốt, phải thoáng rễ thì rễ nó mới ra được. Sóc lào này thì nó khác với cái thằng tao bảo sắc, là cái giá thể của nó cần là một cái cây thoát nước tốt, chứ nếu không nó hay bị hỏng rễ lắm. Sóc lào này nó rất là dễ hỏng rễ, và khi mà nó hỏng rễ thì nó ra tỷ lệ ra rễ của nó thấp lắm, nó không nhiều như là thằng tao bảo sắc hay là thằng quế hay đai châu thì nó sẽ ra nhiều rễ hơn. Nhưng sóc lào này thì nó ít rễ, bởi vì nó sự phát triển nó cũng chậm nữa. Thường thì mỗi năm thì cái cây sóc lào này nó chỉ phát triển được khoảng từ 2 đến 3 lá. Có thể là 4 lá, 5 lá, là tùy phụ thuộc người trồng ấy. Có những cây mà nó yếu khi một năm chỉ ra một lá thôi. Có những cây mà khi mà nó khỏe trồng thuần như này thì nó được khoảng tầm độ 3 lá một năm. Và cái sự phát triển nó càng ngày nó càng to, khi mà nó dài lên á, thì khi mà cái việc mà mình giữ cái bộ lá của nó ấy, cái dòng giáng hương này em cũng nói là chơi thân lá nó hay hơn rất là nhiều so với cả những cái cây phi điệp. Bởi vì cái cây này mình phải giữ bộ lá của nó thì nó mới còn từ gốc đến ngọn, thì nó như thế này thì nó mới đẹp. Chứ còn nếu mà nó rụng lá thì nó không còn đẹp nữa, kể cả lá to hay lá nhỏ. Như đây là một cái cây sóc lào cũng rất là đạt. Cây này thì nó đạt từ thân lá đến hoa. Hoa của nó dài khoảng 40 đến 50 cm. Lá của nó thì nó cũng như một số cây khác ấy, thì em hay nói là cái lá nó càng dài thì hoa càng dài, thì thường thì là như vậy, kể cả trên lan kiếm hay là những cái loại giáng hương. Nhưng mà nó tùy từng cây. Nó tùy từng cây và tùy từng đặc trưng của từng loại. Nhưng mà những cái cây mà dài, thường lá dài thì lá xếp thì hoa là ngắn hơn. Là lá nó dài và cổ to, cổ lá to ấy, thì hoa là dài. Thường là cái cây sóc lào này nó phải như vậy. Đây, như mọi người nhìn thấy cái lá này nó rất là to này. Đấy, cái lá này là to và dày. To và dày, cổ nó rất là to. Cổ nó to gần như cái cổ lan đai châu. Đấy, mọi người nhìn này, cái cổ lá rất là to. Cổ nó to như là cái cây lan đai châu. Đấy. Thì cái sóc lào chọn những cái cây cổ to này và lá to và dài. Lá dài khoảng như cái này nó dài khoảng tầm 40, C40. C40 mọi người thấy là nó rất là to đấy. Đây này. Khoảng C40, với cái tay găng tay của em nó khoảng 22 cm. Đấy, thì lá nó càng dài thì hoa càng dài. Còn nếu mà lá ngắn, lá xếp ấy, thì hoa là ngắn hơn. Đấy là thường tỷ lệ như vậy. Nhưng nó cũng có một số cây mà lá ngắn hoa dài, nhưng trường hợp đấy nó rất là ít. Còn về màu sắc của cái cây này thì nó là cái cây tím thôi.
Thì ngoài ra thì anh chị có thể xem thêm về cây sóc lào trắng trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa này, em cũng đăng video trên đó. Cây sóc lào trắng là cây sóc lào đột biến, còn cây này sóc lào này cây sóc lào tím. Thì cái cây sóc lào tím này thì nó cũng rất là đẹp, thì mọi người nhìn nhận về cái thân lá của sóc lào tím nó cũng rất là dễ. Cái cây sóc lào tím thì thân lá của nó sẽ có chấm tím y như là những cái cây tằm sắc hay là cái cây những cái loại đài châu. Cái cổ lá của nó, mọi người nhìn kỹ ở trong cổ lá của nó đây này, ở trong này này, cổ lá của nó là chính là cái thân đó. Thân cây của nó là có chấm tím. Thì mặc định của nó sinh ra ở trên rừng, sinh ra thì nó là thân cây của nó là chấm tím, và lá của nó có thể là có tím hay là không có tím. Ví dụ như cái cây này là lá của nó không có tím, lá nó là lá xanh. Nhưng một số cây thì là thân lá tím, thì mọi người hay nghĩ là lá càng tím thì hoa càng tím. Nhưng thực tế thì em thấy là nó không hẳn là như vậy. Bởi vì một số cây là lá nó không tím lắm. Ví dụ như cây này thì hoa nó cũng rất là tím, hoa nó cũng tím, tương đối là tím đậm. Tại vì có nhiều anh chị bảo là lá tím đậm thì hoa tím đậm, nhưng nó không hẳn như thế đâu. Nó có cây nọ cây kia. Có những cây lá trắng thì hoa tím, lá tím thì hoa nó vẫn là sáng màu. Đấy, thì nó phụ thuộc vào cái giống cây trồng và ánh sáng. Thường thì những cái cây mà anh chị nuôi ấy, ở trong cái điều kiện mà nó nhiều nắng ấy, nhiều ánh nắng ấy, có nghĩa là nó không hẳn là nắng trực tiếp 100% đâu, nhưng mà nắng qua lưới. Nhưng mà nếu mà cái cây nào mà nó sống ở cái vị trí mà nhiều nắng ấy, thì nó sẽ hoa thường nó sẽ tím đậm hơn là những cái cây ở cái vùng khí hậu, có nghĩa là vườn mát. Còn đương nhiên là anh chị càng chăm tốt thì hoa nó càng dài to đẹp và cái màu nó càng lên màu nhiều hơn. Thì nếu mà mình chăm sóc mà mình hiểu về phân bón một chút ấy, thì anh chị sẽ bón thêm một số những cái loại để có thể là giúp cho cái nổi bật cái màu của nó hơn. Nó có những cây màu trắng hoặc những cây màu trắng xanh, những cây màu tím để giúp cho nổi bật cái màu nó hơn. Thì trong cái bộ bio thì nó có một số cái sản phẩm đấy, thì cái này anh chị có thể liên hệ thêm. Còn về mình chăm bình thường thì cứ tưới nước không ấy, là nó sẽ ăn theo cái gen cây của nó. Gen cây của nó thì nó là cây tím đậm thì nó vẫn sẽ là hoa tím đậm. Còn cái việc mà năm nay nó không tím đậm bằng năm ngoái thì nó phụ thuộc vào thời tiết, nó ánh sáng nhiều ít. Còn cái việc mà mình chăm mà nó không ổn định thì nó cũng là chuyện bình thường. Mình chăm càng tốt thì là cây mà nó hoa nó dài và màu nó đậm hơn. Thì là về cái cây sóc lào là như vậy. Thì trên cái cây sóc lào này, sóc lào tím này hay sóc lào trắng ấy, thì nó cũng sự phát triển nó là như nhau. Nhưng cái quan trọng là chúng ta phải giữ được cái giá thể của nó tốt, giá thể của nó thoát nước tốt, thì cái cây nó mới có thể phát triển được. Kèm vào đó thì em cũng nói một chút về cái cây sóc lào này ấy. Nó khác những cái cây dáng hương khác, là nếu mà được ấy, thì anh chị nên tuyển chọn những cái ngọn và chúng ta chơi một ngọn như này thôi. Bởi vì nuôi trồng nó khó hơn là những cái dòng khác. Bởi vì cái cây sóc lào này ở ngoài Bắc ấy, thì nuôi trồng hay bị hỏng lắm, nó hay bị rụng lá gốc với cả bị thối và nó lâu ra rễ. Thì mọi người nếu mà trồng nhiều ngọn ở trong một cục gỗ ấy, hoặc là một chậu mà mình trồng nhiều ngọn ấy, thì nó sẽ không thể tốt được bằng một ngọn trồng. Mình trồng một ngọn một ấy, trồng một ngọn một như này này, khi mà mình trồng một ngọn một như này thì nó vừa đủ ánh sáng, nhiều sáng hơn, và cái dưỡng chất mà mình có thể bón phân tan chậm ở trên gốc của nó ấy, thì nó tốt hơn. Thì khi mà cái cây nó ăn nhiều hơn thì chúng ta có thể là bón một ít phân hữu cơ ấy, thì nó phát triển tốt và nó ra rễ nhiều. Thì cái cây sóc lào mà anh chị trồng một ngọn này thì nó phát triển nhanh, bởi vì nó vừa thoáng mà nó lại vừa ăn nhiều phân hơn. Còn những cái cây mà anh chị ghép gỗ ấy, hoặc là ghép nhiều ngọn vào một cái chậu ấy, thì nó không được thể tốt bằng anh chị trồng ngọn này được. Anh chị cứ trồng một ngọn này, riêng sóc lào là trồng một ngọn này là tốt nhất. Nó không như sóc ta nó là một dạng khác. Sóc ta là cái cây hương thơm của nó là mùi hơi khác. Còn cái cây sóc lào này thì nó hương thơm nó rất thơm, thơm nhẹ và thơm hương thơm nó thoang thoảng bay xa. Nó không bị gắt và nó không bị mùi nó hơi hắc như là cái cây sóc ta. Thì hai cây đấy nó là cây khác nhau mặc dù thân lá khá là giống nhau. Và những cái dạng lá cánh cung như cái lá này này. Đấy. Là những cái cây đa phần là những cái cây hoa dài của cây sóc lào này. Thì mọi người có thể xem thêm về cây sóc lào hoặc là một số những cái cây khác trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa để mọi người được rõ hơn.
Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau với những cây hoa lan cũng như là cái cây lan đột biến giới thiệu cho mọi người. Cảm ơn tất cả các bác. Xin chào tất cả mọi người.